Chào mừng các bạn đã đến với video hướng dẫn phát âm Unit 6, âm E và A. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy lưu ý một số ký hiệu sau. Với mũi tên lên cao, ta sẽ lên cao tông giọng. Với mũi tên thấp xuống, ta sẽ hạ thấp tông giọng. Đọc nhanh nhấn mạnh hơn với âm có chữ cái được bôi đỏ, đó là trọng âm của từ. Vừa nghe, vừa đọc và vừa kết hợp nhìn mặt chữ, không bỏ qua âm cuối của từ. Chú ý một số âm khó khi mà giáo viên đề cập tới. Let's get started. 6.1. 1. Hand. 2. Best. 3. Egg. Man. Men. Many. Have. Next. One more time. Chú ý âm cuối của từ. Hand. Hand. Best, st, best, egg, âm g, gần ở cuối từ, egg, man, men, many, have, next. Chú ý, đối với từ man, nếu như chúng ta đọc theo kiểu của Anh Mỹ, thì ta có thể đọc là men, men. 6.3. The first plan was the best. The first plan was the best. Was the best. First was best. The first plan was the best. He said, thank you. Thank you. Thank you. He said, thank you. How many stamps? How many stamps do you need? Chú ý từ need, nguyên âm là âm E, kéo dài âm E ra một chút. How many stamps do you need? I haven't got any milk. Milk. I haven't got any milk. I'll be back again tomorrow. I'll be back. I will, giả viết tắt ta sẽ đọc là I'll be back again tomorrow. I'll be back again tomorrow. My friends live in a flat over there. My friends live in, có thể đọc nối với nhau thành live in. My friends live in a flat over there. My friends live in a flat over there. My friends live in a flat over there. Thank you for watching.